Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình có thời gian rảnh lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ phát Wi-Fi T-Pening, một sản phẩm rất là hot trong thời gian vừa qua, được cả mọi người, các bạn yêu công nghệ tin dùng để kích sóng Wi-Fi từ bộ chính nhà mình đi xa hơn và nó ổn định hơn. Và cái hãng T-Pening này là một hãng rất là nổi tiếng trong cái sản phẩm về cái Wi-Fi. Trước mắt quý vị và các bạn là một hộp giấy rất là vuông, hình chữ nhật và mang phông nền xanh và vàng, in logo của nhà sản xuất. Và như thông số của in trên hộp, bộ phát Wi-Fi T-Pening này được trang bị hai anten 5 đi bit mạnh mẽ, và cái bộ này được dùng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay và máy tính để bàn và rất nhiều cái đồ dùng mà dùng gần kết nối mạng. Một chiếc hộp rất là chắc chắn, và hai mặt được in phông nền xanh và cũng có hiệu ứng màu vàng, tông chủ đạo là màu xanh và thêm những cái hiệu ứng chữ và viền màu vàng, nhìn trông khá là bắt mắt và cũng là thương hiệu của T-Pening. Thì tốc độ của sản phẩm như quảng cáo thì là 300 megabit router Wi-Fi chuẩn L. Thì cái bộ phát Wi-Fi này thời gian vừa qua các bạn trẻ đã dùng và đánh giá là rất là tốt, và mình cũng hôm nay cũng muốn là trải nghiệm và đưa các bạn đi cài đặt cái bộ phát Wi-Fi này. Mình và các bạn sẽ mở chiếc hộp này ra. Mở chiếc hộp ra, chúng ta nhìn trực quan. Đầu tiên có một cái phiếu, đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và cũng in khá là chi tiết. Và trên tay mình đang cầm bộ sản phẩm phát kích sóng Wi-Fi T-Pening, bộ phiên bản 3 đèn mới nhất trong thời gian vừa qua. Cái bộ phát Wi-Fi này cũng có hai râu. Và ở đằng sau thì cũng có các nút bấm như nút reset để các bạn có thể là reset cái bộ phát Wi-Fi này về trạng thái mới khi nào cần. Và bên tay trái là nút power để nút cấp nguồn vào bộ phát Wi-Fi. 4 cổng NAND. Của NAND còn lại thì cái màu xanh thì để các bạn cấp cái nguồn Wi-Fi vào cái cục phát, và có 4 cái cổng màu cam để các bạn có thể là cắm vào máy tính hoặc là máy in. Một bộ sản phẩm khá là nhỏ gọn nhưng mà mang trong mình một sức mạnh. Và bên dưới cái hộp sản phẩm thì nhà sản xuất cũng đã
trang bị cho chúng ta một bộ cấp nguồn. Bộ cấp nguồn này điện áp 9V 0,5A. Bộ phát wifi này chạy điện cũng khá là nhẹ. Nhà sản xuất cũng đã tặng chúng ta một sợi cáp kết nối khá là chất lượng để chúng ta có thể là kết nối vào máy tính hoặc là kết nối từ bộ phát ra wifi chính vào cái bộ kích sóng wifi này, nó sẽ được thuận tiện hơn. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau đi cài đặt bộ kích sóng wifi này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bộ phát wifi mà không cần dùng dây. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều bạn muốn sử dụng bộ phát wifi không cần dây nhưng không biết cách cài đặt, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về cái cách cài đặt cái bộ phát wifi mà các bạn không cần dùng dây. Và mình sẽ cắm cái vào cái bộ nguồn vào cái nguồn điện áp của gia đình và sẽ cắm cấp nguồn cho bộ phát wifi. Như các bạn nhìn, khi đã cấp vào nguồn điện, bộ kích sóng wifi T và Ninh đã hiển thị đèn nhấp nháy có hình quả cầu và cái màu xanh cũng đã lên, cái hình sóng wifi màu xanh đã lên. Bộ phát wifi này đã được kích sóng và chúng ta sẽ dùng một chiếc điện thoại để cài đặt. Hôm nay mình sẽ dùng chiếc điện thoại Z2 Prime. Chiếc điện thoại này cấu hình cũng yếu thôi, nhưng mà để cài mạng cho kích sóng wifi thì vẫn là cài được. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần reset bộ kích sóng wifi. Thì như các bạn sẽ ấn vào cái nút ở đằng sau, cái nút reset. Mình sẽ ấn reset và các bạn nhìn, khi ấn reset thì ba đèn sẽ tắt đi và tí nữa sẽ xuất hiện ba đèn trở lại. Như vậy, bộ kích sóng wifi của chúng ta đã được reset để cài đặt. Khi các bạn đã thao tác ở bộ phát wifi xong, giờ các bạn đến mục điện thoại thì các bạn sẽ cầm điện thoại và các bạn sẽ vào cái mục cài đặt ở trên điện thoại và các bạn tìm đến cái mục kết nối wifi. Sau đó các bạn tìm cái tên wifi TP Ninh 7C10. Các bạn nhớ là cái wifi, tên wifi là TP Ninh 7C10. Các bạn sẽ kích vào đó. Khi các bạn mà kích vào thì sẽ xuất hiện giao diện là bắt các bạn nhập mật khẩu. Nhiều bạn đến mục này sẽ không biết mật khẩu nằm ở đâu, thì các bạn sẽ lật bộ phát wifi và các bạn nhìn xuống đáy bộ wifi có một cái dãy số gọi là mật mã wifi, dãy số 8 chữ số. Các bạn sẽ nhập
cái 8 chữ số này vào trên trong điện thoại. Các bạn nhập cẩn thận, chứ nhiều bạn nhập sai xong nó cứ gửi tin nhắn cho mình hỏi làm sao nhập mãi mà không vào được. Nên là các bạn khi nhập xong rồi các bạn sẽ ấn cho hiện mật mã và các bạn so sánh hai dãy số xem là có trùng khớp với nhau không. Nếu mà không khớp với nhau thì ở trên điện thoại sẽ không kết nối được vào bên trong và các bạn thực hiện sẽ không thành công. Khi đã ấn chính xác, các bạn sẽ ấn kết nối và bộ phát wifi TP-Link sẽ cài đặt và tự động kết nối giữa điện thoại và bộ phát wifi, và chúng ta sẽ kích vào cái sóng wifi TP-Link 7C10. Như trước mắt quý vị và các bạn nhìn thấy có những cái thông số của cái bộ kích sóng wifi của chúng ta, mặc dù là chưa có mạng nhưng mà vẫn có thông số và các địa chỉ IP đầy đủ. Và các bạn sẽ kích vào đi đến trang web. Thì cái bộ kích sóng wifi sẽ đẩy chúng ta đến một cái trình duyệt và giao diện như trước mắt quý vị và các bạn. Thì cái chỗ tên đăng nhập các bạn sẽ nhập là admin, và mật mã cũng là admin, và các bạn ấn đăng nhập. Các bạn là nhớ là nhập chính xác thì sẽ không phải nhập lại hai lần. Vừa nãy mình đã nhập không chính xác và đã phải nhập lại. Và các bạn sẽ di chuyển cái màn hình điện thoại và các bạn nhìn tìm vào cái thanh cài đặt nhanh và các bạn kích vào đó. Và các bạn sẽ kéo di chuyển cái màn hình điện thoại. Như các bạn nhìn đây, ở trên là có chữ cài đặt nhanh và bắt đầu, thì các bạn sẽ không cần đẩy cái mục nào và các bạn cứ ấn tiếp theo. Thì như các bạn nhìn giao diện cho chúng ta rất là nhiều cái chế độ để kích sóng wifi, và hôm nay mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn cái cách cài đặt bộ kích sóng wifi TP-Link. Và sẽ không sử dụng cáp, nên là các bạn sẽ di chuyển cái xuống cái mục mở rộng sóng wifi và các bạn kích vào đó. Khi đã kích xong, các bạn sẽ ấn tiếp theo. Thì như ở trên giao diện cũng đã xuất hiện rất là nhiều các tên wifi của các nhà mình và nhà bên cạnh, và mình sẽ kích cái bộ sóng wifi của nhà mình, bộ chính là Hoa Quả Sơn, và mình sẽ ấn vào chữ kết nối. Như các bạn sẽ ấn vào cái chữ kết nối, hiện sẽ đưa chúng ta đến cái phần để nhập mật mã. Như các bạn sẽ ấn nhập mật mã vào bên trong. Đây là cái mật mã của cái bộ phát wifi chính của nhà các bạn, là các bạn phải nhập vào đây thì chúng ta mới có thể là cài đặt được. Và các bạn sẽ kích vào cái chỗ tùy chỉnh để các bạn có thể là thay đổi cái tên wifi của cái bộ kích sóng wifi
nó không muốn là tên cũ, mà các bạn muốn là một cái tên mới. Ví dụ như mình sẽ đặt tên là Hoa Cát. Đơn giản vậy thôi. Xong là các bạn sẽ ấn là tiếp theo. Và các bạn sẽ không cần để ý những cái mục nào nữa, các bạn vẫn tiếp tục ấn tiếp theo. Và giao diện sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ để xác nhận cấu hình đã cài đặt. Và như theo thông số, mình đã cài đặt đúng và chúng ta sẽ ấn kết thúc. Các bạn sẽ chờ một chút. Như các bạn nhìn trên màn hình, hệ thống đang khởi tạo và đang chạy. Và cũng có phần xăm chỉ số rất là chi tiết. Khi chạy xong là bộ kích sóng Wi-Fi của chúng ta đã được cài đặt. Các bạn đã xem video này cũng hơi lâu thì các bạn cứ cố gắng xem kỹ một vài lần là các bạn có thể là tự cài đặt cái bộ kích sóng Wi-Fi T và Link của nhà mình khi mới mua về, hoặc là khi được những người thân trong gia đình tặng hoặc là cho, hoặc là các bạn có thể là mua được ở đâu đó với giá là rất là rẻ. Và bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài để vào mục cài đặt. Và chúng ta sẽ ấn kết nối. Và sẽ tắt wifi đi và sẽ bật trở lại. Và như vậy các bạn, mình và các bạn đã vừa cài đặt xong bộ kích sóng wifi T và Link. Và không cần sử dụng cáp kết nối mà chúng ta vẫn có thể là sử dụng được. Và chúng ta sẽ ấn vào chữ Hoa Cát mà vừa mình đã cài đặt. Và chúng ta sẽ nhập mật khẩu cái bộ phát wifi chính của nhà các bạn vào. Mật khẩu là các bạn cứ nhập cái bộ phát wifi chính của nhà các bạn vào là sẽ có thể là vào được cái bộ kích sóng wifi. Vừa rồi mình đã nhập sai và mình lần này sẽ nhập lại. Video sau mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái cách mà đổi tên. Và mình đã kết nối được vào cái wifi Hoa Cát vừa nãy mình đã cài đặt. Và tín hiệu nó rất mạnh,
65 megabit. Và mình sẽ vào cái thử cái trang YouTube. Và mình sẽ tìm kênh của mình và thử phát một cái video nào đó. Như các bạn thấy video nít khá là nhanh. Mình sẽ chuyển đến video khác. Sóng của bộ wifi này rất là ổn định và mình cảm giác là nó chạy là rất là nhanh. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình trong thời gian tới.